Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái trải bài của cung sư tử cái tháng 9 này ha bạn ha. Với cái năng lượng của cái cung sư tử này thì đầu tiên mình cảm thấy bạn có cái niềm vui gì đó trong cái tháng 9 này. Những cái ước mơ của bạn nó trở thành sự thật, một cái cuộc sống tình yêu của bạn nó cũng rất là may mắn ở đây. Có thể rằng là sẽ có những cái sự công bằng sẽ đến với bạn, hoặc là bạn sẽ đòi hỏi được cái công lý công bằng cho bản thân của mình. Và có thể là bạn sẽ lặp lại những cái niềm tin trong cái cuộc sống, và bạn có những cái niềm tin mãnh liệt rằng là nếu như mà mình sống đúng, mình làm đúng thì những cái điều tốt sẽ đến với bạn. Ở thời gian này là một cái thời gian mà nó có những cái sự tích cực thay đổi trong những cái tình huống trong cái cuộc sống của bạn. Bạn có thể gặp lại những người bạn mong muốn, bạn có thể hẹn hò với những người bạn mong muốn. Bạn sẽ có những cái tình yêu chân thật, những cái true love, những cái năng lượng mà mình cảm thấy là nó sẽ được sự giúp đỡ từ những cái người này người kia. Đó, và quan trọng nhất là bạn đã có một cái khoảng thời gian mà bạn gọi là nhìn những cái điều gì mà nó không phải là của mình cho nó đi ha. Ví dụ như là những cái chuyện buồn, những cái người nào đó không có làm cho cái cuộc sống của bạn tích cực hơn, hoặc là những cái sự mất mát nào đó, và bạn sẽ cho những cái điều đó đi, và bạn sẽ cảm thấy rằng là trừ khi nào mà bạn cho những điều đó đi thì nó mới mất đi thôi. Còn nếu như bạn cứ giữ mãi, bạn cứ để trong lòng thì nó lại không có được tốt. Và mình cảm thấy rằng là nó đang có những cái năng lượng là cái người mà bạn yêu thương, hoặc là cái đối tượng mà mang lại cho bạn rất là nhiều cái cảm xúc với cái người đó, họ với bạn coi chừng cũng sẽ mắc kẹt trong cái tôi cao ha. Nhưng mà nhìn chung ở đây là sự hòa hợp, sự đoàn tụ, sự vui vẻ ha. Đó thì mình cũng thấy rằng là cái tháng này chắc là nó cũng sẽ có nhiều cái stress với bạn, có thể là nhiều cái công việc mà bạn phải làm. Cái đối tượng mà bạn tương tác, người đó cũng là một cái karmic relationship với bạn, đó là một cái người mà có cái duyên nợ, cái duyên nghiệp với bạn. Họ rất là cần bạn trong cái cuộc sống này. Hai người có thể nóng nảy và cãi nhau trong một cái khoảng thời gian nào đó, nhưng mà cái sự cam kết hoặc là cái tình cảm mà của cả hai người dành cho nhau thì nó không mất đi, cho nên là chắc chắn rằng là với cái tương tác và năng lượng này thì nếu bạn cho cái người này một cơ hội, bạn cho cái mối quan hệ này một cái kết quả, một cái đáp án, một cái sự mở lòng thì nó sẽ được thôi. Quan trọng là chính bản thân bạn như thế nào. Đó. Trong cái trường hợp mà bạn muốn cam kết với cái người này thì mình nghĩ là nó cũng cần thêm thời gian, nhưng mà cái người này á thì họ có cái sự muốn kết nối lại với bạn, muốn tương tác lại với bạn, bởi vì họ rất là cần cái dòng chảy cảm xúc, tình cảm từ từ bạn, từ trong cái mối quan hệ này. Và mình thấy là cái năng lượng của cái người này cũng khá là mắc kẹt, bế tắc. Họ dường như là họ có rất là nhiều cái cảm xúc khi mà tương tác trong cái mối quan hệ này ha. Họ có thể là họ rất là cần, họ rất là mong muốn, họ rất là bám theo bạn, họ rất là muốn kết nối với bạn mà họ không muốn buông tay bạn. Đó, họ muốn gặp lại bạn cho dù ở xa, hoặc là họ muốn kết nối lại với bạn. Cho nên cái tình cảm này thì mình cảm thấy rằng là nếu như bạn có cái sự chần chừ trong cái mối quan hệ này thì khả năng cao là bạn sẽ quay lại. Đó. Và nếu bạn có chần chừ trong bất cứ một cái quyết định nào trong cái cuộc sống của bạn á, thì bạn sẽ bỏ lỡ một số cái cơ hội khác, một cái số cái cơ hội trong cuộc sống của bạn. Nói chung là bạn phải phải chấp nhận, nếu bạn chọn cái A thì bạn sẽ mất đi cái B. Thì giai đoạn này đó là giai đoạn như vậy nha bạn nha, giai đoạn này là giai đoạn như vậy. Có thể những giai đoạn khác thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp, bạn không cần phải chọn lựa, không có hai option để bạn chọn lựa, bạn cứ sống như vậy thôi. Nhưng mà cái giai đoạn này có thể là khi mà bạn muốn thay đổi tích cực, bạn muốn có những sự thay đổi trong cuộc sống thì buộc lòng bạn sẽ phải chọn một trong hai cái con đường đó. Thì mình thấy cái câu chuyện tình cảm này á, thì nó cũng hơi chông chênh một chút xíu ha. Nó là một cái liên kết mối quan hệ ba người, nó là một cái năng lượng mà nó hơi kiểu là bạn với người này có sẽ có gặp gỡ, nhưng mà giống như không có tin chắc nhau đó, không có tin tưởng, không có tin chắc về nhau, không có một cái lòng tin mãnh liệt về nhau. Nó đã có một cái sự đổ vỡ nền tảng nào đó, hoặc hai người đã từng chia tay, hoặc là có cái sự chia tay đó, hoặc là có cái sự gia trưởng từ cái người đó đó. Nhưng mà hai bạn thì cái khả năng tháng 9 này là sự kết nối, sự gặp gỡ, sự gặp lại, sự gọi là mình không bỏ được nhau, nhưng mà những cái nghiệp quả thì nó vẫn còn đeo bám, hoặc là nó còn tồn tại ở đây đó. Và năng lượng này nếu như trong trường hợp mà nó là một liên kết mà có người người thứ ba bạn, thì người thứ ba hoặc người đó có gia đình đó, đó thì cái khả năng cao là gọi là bạn bạn
tình cảm thì nó vẫn là như vậy, nhưng mà bạn không muốn là một cái người dự phòng, không muốn là một cái liên kết backup đó, thì cái năng lượng này thì tương tác thì vẫn sẽ tốt, nhưng mà có điều là mình gặp gỡ hoặc là này nọ vui vẻ, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy là cái kết nối này nó vẫn là một cái điều mà bạn cảm thấy là bạn không muốn cố gắng cho nó nữa. Bởi vì nếu như trong trường hợp bạn là bạn bị xem là một người backup, một mối quan hệ dự phòng, thì chắc chắn bạn sẽ không muốn tiếp nối, cho nên cái khả năng cao cái mối quan hệ này nó sẽ có cái sự nhùng nhằng. Thì ở đây thì cái sự thức tỉnh và cái sự nhìn nhận lại nó cũng rất là cần thiết, quan trọng là có làm được hay không, đó là cái sự quyết định và cái là cái sự cố gắng cũng như là cái nghiệp quả của mỗi người đó, trong chính mỗi người. Chứ không thể nào mà chúng ta có thể nói thông qua một trải bài hoặc chúng ta có thể giải quyết thông qua một ngày một giờ được đó. Thì năng lượng này thấy bạn rất là tự tin nè, có những cái cơ hội để mà có được tiền bạc nè, nếu mà có công việc thì nó vẫn ok nè, có quà tặng nè, có may mắn nè đó, có sự chăm chỉ trong cái công việc rất là nhiều nè. Thì năng lượng này cái là năng lượng mình nghĩ là nó sẽ là năng lượng trong cái công việc đó. Nhưng mà thí dụ như bạn mong chờ người đó, bạn muốn người đó quay lại, bạn muốn cái người đó phải quý mến bạn hơn hoặc là phải yêu thương bạn nhiều hơn, thì năng lượng này đó là wish come true, có nghĩa là điều bạn mong muốn sẽ trở thành sự thật đó, và nó có những cái may mắn đến với bạn trong cái thời gian này ha. May mắn là ví dụ như là vũ trụ mỉm cười với bạn, ví dụ như bạn muốn tiền bạc, bạn thì vũ trụ cũng sẽ thay đổi và đẩy đưa cho bạn những cái vấn đề tiền bạc tốt đẹp. Bạn muốn có những người bạn, bạn muốn cái sự tích cực, bạn muốn cái người kia quay lại, bạn muốn cái điều gì đó, thì bây giờ là mình cảm thấy là năng lượng này đó là đối với bạn thì năng lượng này là năng lượng rất là tốt luôn và rất là tích cực luôn ha. Đó, muốn tiền bạc có tiền bạc, muốn cái sự thành công trong một hoàn tất trong một cái dự án nào đó thì cũng được luôn đó ha. Đó, chỉ có điều là năng lượng này giống như nó cũng hơi bị bỏ lỡ một cái cơ hội nào đó một chút xíu ở đây ha. Nhưng mà nhìn chung thì nó khá là tốt nha. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài của cung sư tử ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox Facebook giùm cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau.